Từ khi mới ra trường, đảm nhiệm biên tập viên của tạp chí Cộng sản cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, ở cương vị nào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành thời gian nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn, đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển thành lý luận, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối, tư duy lý luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Là người trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng cao cả.